Cùng con đường tình duyên lận đận của Song Luân. Diễn viên ca sĩ Song Luân chật khẳng định tên tuổi trong 10 năm qua nhưng chưa bao giờ có suy nghĩ bỏ cuộc. Nghệ sĩ gây chú ý tại chương trình The Masked Singer lộ diện ở tập 6 khiến khán giả bất ngờ. Tại đây, Song Luân lần đầu giới thiệu nhạc phẩm Đổi hạnh phúc lấy cô đơn tự sáng tác đã nhận phản hồi tích cực từ người nghe. Hơn 10 năm qua, anh theo đuổi ca hát nhưng chưa tạo được dấu ấn. Song Luân mê âm nhạc từ bé, thường đi hát đám cưới. Anh không nghĩ sẽ theo đuổi nghệ thuật nhưng khi lớn hơn, kiếm được đồng tiền đầu tiên, anh nhận ra công việc có thể giúp cuộc sống thay đổi. Năm 2010, anh vào công ty giải trí của bà bầu Thúy Vinh nhờ gương mặt điển trai, chiều cao 1m8. Song Luân được dự đoán là gương mặt triển vọng của làng nhạc, nhưng các MV đầu tiên phát hành như Tạm chia tay, Nếu em không về đều không gây chú ý. Năm 2015, Song Luân ghi danh giọng hát Việt sau lần đầu thất bại năm 2013. Anh thể hiện Đêm định mệnh, Trương Lê Sơn, không huấn luyện viên nào quay ghế lựa chọn. Rời cuộc thi, anh tiếp tục theo đuổi âm nhạc bằng cách ra thêm nhiều sản phẩm. Năm 2016, anh đầu quân cho công ty giải trí của ông Cao Thắng và Đông Nhi. Ca sĩ được đào tạo thêm về thanh nhạc, vũ đạo, ra mắt MV Đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu, Ung đại vệ, tạo hiệu ứng nhất định. Nhiều năm qua, sự nghiệp ca hát tiếp tục chững lại nhưng Song Luân không buồn hay thất vọng. Anh nói trước đây thường bận tâm về sự nổi tiếng hay các giải thưởng âm nhạc, hiện anh làm nghề với tâm thế thoải mái, bình tĩnh hơn. Tôi chọn hướng đi chậm mà chắc, tin rằng mình vẫn có khán giả trung thành, tôi hạnh phúc vì được làm điều mình thích, không gắng gồng để mệt mỏi. Tôi sẽ tiếp tục đi con đường này, có duyên mọi thứ sẽ nở hoa, nghệ sĩ nói. Khi ca hát không thành công như mong đợi, Song Luân nỗ lực xây dựng tên tuổi ở màn điện ảnh. Năm 2017, anh kết hợp Đông Nhi trong bộ phim ngắn Còn nơi đó chờ em. Cùng năm, anh gây chú ý khi đóng cảnh nóng với Thanh Hằng trong Mẹ chồng. Nghệ sĩ còn lần lượt góp mặt trong các dự án Hoán đổi, Lần mặt 3, Quý cô thừa kế. Tuy nhiên, tài năng của anh vẫn chưa được khán giả công nhận do ít đất diễn, vai thiếu màu sắc. Dự án có tính bước ngoặt về diễn xuất của Song Luân là Hậu duệ mặt trời phiên bản Việt, đạo diễn Trần Bửu Lộc. Năm 2018, khi nhà sản xuất công bố nam chính, anh khiến khán giả hoài nghi cho rằng vai diễn quá sức, khó hay như bản gốc Hàn Quốc do Song Joong Ki đảm nhận. Thế nhưng, Song Luân dần cho khán giả yên tâm qua từng tập phát sóng nhờ nỗ lực biến hóa. Cuối năm 2020, anh được vinh danh nam diễn viên chính xuất sắc ở Asia Artist Award AAA. Năm 2020, Song Luân tạo dấu ấn qua vai Út Dự trong Cây táo nở hoa. Anh có 400 phân đoạn, trong đó nhiều cảnh nội tâm, lộ tả sự gai góc của chàng trai vượt biên cố gia đình. Song Luân nói, đến nay, vai diễn là điểm sáng lớn nhất trong sự nghiệp, mang đến cho anh trải nghiệm bài học quý giá. Nghệ sĩ nhớ lại thời gian chề chật lấn sân phim ảnh, thuở đầu cầm trên tay kịch bản, Song Luân không hiểu gì. Anh từng casting bị đánh rất nhiều lần với cùng nhận xét, chỉ được mỗi đẹp trai diễn chưa đạt. Anh kể có lần bị đạo diễn mắng xối xả trên phim trường vì không quay xong một câu thoại từ sáng đến trưa. Song Luân từng có ý định buông xuôi. Tuy nhiên khi cơ hội đến, anh lại cho bản thân thử sức thêm, xem đây là duyên nghề chọn người. Anh cũng tìm cơ hội ở các lĩnh vực như MC, kinh doanh. Trải qua thử thách, Song Luân nhận ra sự kiên định, quyết tâm ít nhiều mang đến cho anh trái ngọt. Tình yêu từ khán giả, đồng nghiệp là điều anh trân trọng. Đến nay, Song Luân xem phim ảnh là hướng đi quan trọng. Để tránh bị nhận xét nhạt hay một màu, anh cẩn trọng trong việc chọn kịch bản, tìm nhân vật gai góc, đời hơn. Anh hiện tham gia phim ảnh của Trấn Thành và một dự án truyền hình sẽ sớm công bố. Về tình duyên, Song Luân chưa tìm được hạnh phúc như mong muốn. Diễn viên kể từng trải qua hai mối tình, đều kéo dài 4 năm. Ca khúc Đổi hạnh phúc lấy cô đơn được anh viết từ cảm xúc thật sau chia tay. Nhiều năm qua, Song Luân không bước vào cuộc tình mới vì chưa tìm được nửa kia thích hợp. Với anh, tình yêu cần duyên số, sự đồng điệu thay vì gượng ép. Anh nhận mình là người đa sầu đa cảm, nhưng khi yêu sẽ rất trung thủy. Anh sẵn sàng đưa hết tiền cho bạn gái giữ, chỉ cần mỗi sáng được phát tiền ăn sáng, uống cà phê cũng đủ vui. Sau vài cuộc tình đổ vỡ, anh nói đã sẵn sàng mở lòng. Vài năm đầu kể từ kết thúc chuyện tình thứ hai, anh tận hưởng cuộc sống độc thân. Hiện anh lại cảm nhận nỗi trống trải cô đơn vổ vây. Ở tuổi 31, Song Luân đang nghĩ về chuyện yên bề gia thất. Có lúc anh thèm cảm giác đi làm có người ủi đồ cho, gọi về sau mỗi chiều, bữa tối dọn sẵn để cả nhà quây quần. Anh nói, tôi ước mơ về một gia đình có vợ và một con gái. Điều tôi cần bây giờ là thời gian và duyên số.